Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Ngày 22 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã họp phiên thường kỳ thứ 27, đánh giá kết quả hoạt động tháng 11 và thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Theo đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tháng 11, Thường trực đã chỉ đạo phối hợp cùng các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Các ban, tổ đại biểu đã thực hiện tổ chức các hoạt động giám sát thường xuyên, chuyên đề. Qua giám sát cho thấy tình hình kinh tế xã hội tiếp tục ổn định, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 cơ bản được thực hiện và đảm bảo tiến độ. Tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc trả lời giải quyết kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời giải quyết các nội dung công việc phát sinh giữa hai kỳ họp. Trong tháng 12, Thường trực các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 8, thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp theo quy định, thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân với các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, duy trì mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia các hoạt động của Đảng, chính quyền địa phương, Trung ương tổ chức, tham gia công tác giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới. Phiên họp đã xem xét, thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 8, kết quả hoạt động năm 2018, chương trình hành động năm 2019 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2018, dự kiến chương trình giám sát năm 2019, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, kết quả tiếp công dân xử lý giải quyết đơn thư của Thường trực, các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 sẽ diễn ra trong 2 ngày là ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2018. Ngày 22 tháng 11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp về công tác chuẩn bị cho giải đua xe đạp quốc tế Một đường đua hai quốc gia Hồng Hà Trung Quốc, Lào Cai Việt Nam. Theo đó, giải đua xe đạp quốc tế Một đường đua hai quốc gia lần thứ hai Hồng Hà Trung Quốc, Lào Cai Việt Nam năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14 ngày 15 tháng 12 năm 2018 với quy mô 500 vận động viên. Nội dung thi đấu gồm xe đạp thể thao địa hình băng đồng cự ly 21 km tại huyện Hà Khẩu, Trung Quốc vào ngày 14 tháng 12, thi đấu nội dung xe đạp thể thao đường trường cự ly 60 km tại huyện Hà Khẩu và thành phố Lào Cai, Việt Nam vào ngày 15 tháng 12 năm 2018 với quy mô 500 vận động viên không chuyên. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 12 năm 2018 tại huyện Hà Khẩu. Đặc biệt, nội dung đường trường sẽ được thiết kế đi qua cầu biên giới đường bộ Hồ Kiều bắc qua sông Nậm Thi. Đây là đường đua xe đạp xuyên biên giới vô cùng độc đáo, thể hiện quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt gắn bó giữa hai địa phương. Mỗi thể loại chia ra làm 5 nhóm tuổi là nam trẻ từ 16 đến 35 tuổi, nam chính từ 36 đến 45 tuổi, nam cao niên từ 46 tuổi trở lên, nữ trẻ từ 16 đến 40 tuổi, nữ chính từ 41 tuổi trở lên. Ở mỗi nội dung, ban tổ chức hai bên sẽ trao giải thưởng đồng đội hữu nghị gồm hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Đây là giải đua có quy mô lớn mang tính chất ngoại giao, nhằm đẩy mạnh tinh thần hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Đồng thời, đây là dịp thu hút khách Trung Quốc đến với du lịch Lào Cai nói riêng và du lịch của Việt Nam nói chung. Vừa qua, huyện Simacai đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018-2019 và triển khai luật lâm nghiệp năm 2019. Trong thời gian một ngày, các học viên là trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 13 xã, cán bộ lâm nghiệp, tổ trưởng tổ xung kích phòng cháy chữa cháy rừng, đại diện trưởng thôn, đại diện nhân dân tích cực bảo vệ rừng của 13 xã trên địa bàn huyện đã được truyền đạt các nội dung về tập huấn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy rừng và tuyên truyền các văn bản về quản lý bảo vệ rừng. Nghị định số 09 năm 2006 của Chính phủ về phòng cháy chữa cháy rừng, một số văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Được thông qua các điều luật trong hoạt động lâm nghiệp, khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ, quyền và nghĩa vụ chung của chủ rừng, giới thiệu một số dụng cụ phục vụ chữa cháy rừng, giả định tình huống cháy rừng và hướng dẫn chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng của các xã, phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành, tổ
tổ chức phòng cháy chữa cháy rừng của cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp các xã, các trưởng thôn bản. Huyện Sapa cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng mùa hanh khô năm 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ mùa hanh khô năm 2018-2019. Năm 2017-2018, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng mùa hanh khô đã được chính quyền các xã, thị trấn, các ngành chức năng, cơ quan, đơn vị và các chủ rừng quan tâm thực hiện tốt. Các chủ rừng đã tổ chức triển khai tốt kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng các xã, thị trấn và các ngành chức năng thường xuyên cử lực lượng thường trực bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ vào những tháng hanh khô. Qua đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị tổng kết, các ngành và các xã, thị trấn đã tập trung làm rõ một số vấn đề còn tồn tại hạn chế trong công tác quản lý rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017-2018, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa hanh khô năm 2018-2019. Ủy ban Nhân dân thị trấn Bắc Hà vừa tổ chức phát động triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018. Dịch HIV/AIDS vẫn đang tiếp tục là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dân, đến kinh tế, chính trị và trật tự an toàn xã hội, đến sự phát triển của đất nước và tương lai của giống nòi. Hiện huyện Bắc Hà đã có 11 trên 21 xã có người nhiễm HIV, tổng số người nhiễm tích lũy trong toàn huyện là 60 người, trong đó số người còn sống là 30 và đã tử vong là 30 người. Dịch HIV/AIDS vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, gây tác động tiêu cực đối với xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ lao động trẻ. Với mục tiêu kết thúc dịch ở Việt Nam vào năm 2030 cùng với các địa phương trong cả nước, thời gian tới huyện Bắc Hà tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống HIV/AIDS của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện để người dân tham gia vào các hoạt động đẩy mạnh phong trào phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư, tăng cường giới thiệu, quảng bá rộng rãi về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS sẵn có. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Những năm qua, tập thể cán bộ giáo viên trường mầm non số 1 Xuân Hòa, huyện Bảo Yên luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trở thành điểm sáng của giáo dục mầm non vùng cao Bảo Yên. Trường mầm non số 1 Xuân Hòa có 1 điểm trường chính, 4 điểm trường cơ sở với 308 học sinh. Xác định rõ mái trường mầm non là nơi hình thành nhân cách cho trẻ ở giai đoạn đầu đời, nên việc dạy dỗ, chăm sóc là rất quan trọng. Vì thế, nhà trường luôn quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên hãy học tập tấm gương của Bác, lấy tình yêu thương, coi các cháu như chính con cháu của mình để chăm sóc, nuôi dưỡng. Qua đó, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được nâng cao. 100% các cháu đến lớp được học 2 buổi trên ngày và được ăn bán trú tại trường. Năm học 2017-2018, nhà trường đã triển khai mô hình VC, trồng một cây, nuôi một con. 5/5 điểm trường có vườn rau xanh và cung cấp nguồn thực phẩm tươi, đảm bảo đủ dinh dưỡng cho trẻ. Năm học 2018-2019, nhà trường tiếp tục duy trì cái mô hình điểm sáng của xanh, sạch, đẹp. Để hưởng ứng cái mô hình đấy, tập thể cán bộ quản lý giáo viên nhân viên trong nhà trường đã tạo dựng cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp học. Và nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ban giám hiệu nhà trường cũng đã phát động cái phong trào làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo với chủ đề năm học tất cả vì học sinh thân yêu, xây dựng trường học kỷ cương văn hóa, chất lượng giáo dục thực chất. Tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trường mầm non số 1 Xuân Hòa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu sáng tạo để cuối năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không chỉ chú trọng chăm sóc trẻ, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm tới truyền dạy kiến thức, kỹ năng cho các em. Thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số, nhà trường đã lồng ghép dạy tiếng Việt cho trẻ vào các hoạt động giáo dục ở mọi lúc, mọi nơi nhằm tạo điều kiện phát triển ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp cho trẻ. Hầu hết các em đã phát âm rõ, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc và biểu cảm. Với phương châm là chất lượng giáo dục là thực chất, nên là chúng tôi đã rất là quan tâm đến các con. Và hàng ngày cũng như là các bữa ăn dinh dưỡng thì chúng tôi đã sử dụng những cái nguyên vật, những cái sản phẩm thực phẩm thực tế tại trường như là trồng rau rồi nuôi các con vật. Và về cái chất lượng giáo dục khảo sát trẻ đầu năm cũng như là đến cuối năm thì chất lượng hầu như là 100% trẻ đạt yêu cầu trở lên, để nhất là trẻ 5 tuổi. Em gửi con ở đây em rất yên tâm chị ạ. Ở đây thì môi trường thì xanh sạch đẹp, ăn uống thì đúng thực đơn,
với lại các cô đi làm đúng giờ giấc với lại đúng nội quy ạ. Với những thành tích đã đạt được trong công tác nuôi dạy và chăm sóc trẻ, trường mầm non số 1 Xuân Hòa liên tục được công nhận là tập thể lao động tiên tiến, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Năm học 2017-2018, nhà trường được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, trở thành điểm sáng trong ngành mầm non của huyện Bảo Yên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.